Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kinh dị món thủ lợn rừng nướng nguyên nành tại Đức. Mới đây, cộng đồng người Việt Nam ở Đức và châu Âu đã xôn xao vì một món rất đặc biệt vừa được người Việt Nam ở Berlin phát minh ra và lập tức đem đi tiêu thụ trong cộng đồng. Đó chính là món thủ lợn rừng nướng nguyên nành kinh hãi. Sự việc diễn ra khi một nhà hàng khá quen thuộc ở Berlin đã dọn ra mâm những chiếc đầu lâu lợn rừng nguyên nành, và họ giới thiệu đây là món thủ lợn rừng quay ướp sả ớt. Và những thực khách ở đây đã kinh hãi chứng kiến hình ảnh đầu con lợn rừng bị lột da, tẩm nguyên vật liệu, thực phẩm vàng ươm và những cái răng nanh vẫn còn nhe ra, kinh hãi. Và đây dường như là một món mốt vừa được chủ nhà hàng này ở Berlin tung ra nhằm chiêu khách khắp nơi trên nước Đức về đây để ăn. Và giá món ăn này cũng không hề rẻ, cũng như để đặt được nó, người ta phải gọi điện trước đến quán. Tất nhiên, đi kèm với món thủ lợn rừng nướng nguyên nành này là những chai rượu whisky đắt tiền Chivas 18 hoặc 21 năm. Và cứ thế, nhóm người Việt Nam này đã cạn ly hò hét và thi nhau lấy đũa để chọc vào cái thủ lợn, để lôi ra những thức ăn kinh dị này cho vào mồm. Và người có uy tín nhất trong nhóm dường như được nhường cho ăn hai cái mắt con lợn này. Tuy nhiên, những người phụ nữ và trẻ em ngồi cạnh bàn đó, ngoài việc bị ồn ào, họ là hết sức kinh hãi nhìn đám người Việt Nam này thi nhau chọc đũa vào cái đầu con lợn. Và cuộc vui cứ thế tiếp diễn đến đêm. Được biết, sau đại dịch virus corona diễn ra bất ngờ, với nhiều chỉ dấu cho thấy có thể nó được xuất phát từ loài rơi trên toàn cầu và giết chết hàng triệu người khắp nơi trên thế giới, và nó vẫn chưa hề chấm dứt, thì thời gian gần đây thế giới đang phải đối mặt tiếp tục với chủng đậu mùa mới xuất phát từ loài khỉ. Thì với kiểu ăn uống kỳ quái như món thủ lợn rừng nướng nguyên nanh như thế này, nó có thể truyền các căn bệnh rất nguy hiểm từ lợn rừng sang người qua rớt rãi còn dính lại trong lúc chế biến, dắt vào những bộ răng lớn của con lợn này. Vì khi đưa những con lợn tươi sống về cửa hàng, các đầu bếp và những người phụ phải sơ chế và chế biến cũng chẳng có gì đảm bảo rằng việc họ giữ vệ sinh khi pha chế cũng như cắt lìa đầu con lợn ra khỏi thân nó. Và rồi thì những chất dịch trong mồm con lợn sẽ được truyền qua những dụng cụ nhà bếp cũng như những bàn tay của người làm bếp ở đây để dính vào món thủ lợn rừng nướng nguyên nành đem ra phục vụ khách hàng. Và thế là những bệnh dịch rất nguy hiểm chưa từng có trên thế giới có thể được lây lan và phát tán ra những người Việt ăn uống ở đây. Trước đó, tờ Thời báo .de đã đăng tải về vụ việc chủ tịch một hội đoàn người miền Bắc ở Việt Nam đã thui những con lợn trong chung cư thuê rất chật hẹp ở Berlin với sự chứng kiến xung quanh là nhiều trẻ em. Nó cũng đã gây ra rất nhiều cảm xúc khắp nơi của cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt người Đức. Họ thực sự đã kinh hãi về cách giết mổ, ăn uống của người Việt Nam. Nó không theo quy chuẩn nào cả và hết sức nguy hiểm về mặt an toàn y tế cũng như phòng chống cháy nổ. Và họ đã kinh hãi khi phải sống cạnh những người Việt Nam như vậy. Bên cạnh đó, món khoái khẩu ăn tiết canh ngan gà vịt của người Việt ở Đức cũng được miêu tả là những thứ không nên khuyến khích vì vệ sinh an toàn thực phẩm không có, dễ gây truyền bệnh từ gia cầm sang những người Việt ăn uống ở quán xá này. Và sau đó, nó sẽ đem về nhà truyền tiếp sang vợ con và cháu họ. Đó là nguy cơ hiện hữu rất cao trong cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Và món bún trộn phân vịt mà Thời báo .de cũng đăng tải, đó cũng chính là hậu quả ngay lập tức của thói ăn uống không lành mạnh của một bộ phận người Việt Nam đang sống ở đây. Với việc họ giết mổ trong nhà bếp và làm cho phân vịt bắn vào những cái mẹt đựng bún, mà cuối cùng thì khách hàng là người phải chịu, đặc biệt là những thế hệ sinh ra ở đây. Sau khi thưởng thức những món bún bị dính phân vịt như thế, chúng đã tả lại điều kinh hoàng này cho những người bạn học ở các trường của Đức. Và cứ thế nó lan truyền không ngừng, đem đến tiếng rất xấu cho cộng đồng người Việt Nam ở đây.
Và sau khi ăn đủ thứ kinh dị tại Đức thì giờ đây lại xuất hiện món thủ lợn rừng nướng nguyên nành đã bổ sung tiếp vào thực đơn khiếp đảm mà người Việt Nam ở đây đang sở hữu. Cũng nên nói rằng đa số những người thường xuyên ăn món đó trong các khu chợ hay nhà hàng bên ngoài là những người sống ở miền Bắc Việt Nam. Có thể họ đã mang những thói quen như vậy từ Việt Nam qua đây và tiếp tục áp dụng trên nước Đức. Điều đó thực sự là rất đáng suy ngẫm. Được biết trước đây, ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khi sang tới Đức công tác, đã được nhóm người Việt Nam ở Berlin chiêu đãi món tiết canh vịt. Sau đó về lại Việt Nam, cũng không hiểu sao ông ta lại bị mất tích một cách hết sức bí hiểm, với những đồn đoán đột nhiên mắc phải căn bệnh nan y khó chữa và đã để lại rất nhiều câu hỏi cho người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Kinh dị món thủ lợn rừng nướng nguyên nành ở Berlin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.